làm sao mà mình mô hình hóa được cái mạng của chúng ta. Đấy là cái rất khó ở trong machine learning và trong AI. Xin chào mọi người, ngày mai chúng ta sẽ đến với Hackathon 03. Và giải thưởng của chúng ta ngày mai sẽ chỉ có duy nhất một giải nhất thôi, là một chiếc áo TensorFlow. Cái bài toán ngày hôm nay sẽ chính là một cái bài toán mà chúng ta đã học, chính là bài toán xây dựng language model, xây dựng mô hình ngôn ngữ. Làm sao khi chúng ta cho một cái lịch sử, chúng ta sinh ra được một cái từ mới. Thì đây, mình có một cái bộ từ điển như thế này, có rất nhiều câu trong này. Và yêu cầu của chúng ta là khi chúng ta cho vào một cái câu như này thì nó sẽ sinh ra 10 từ tiếp theo. Thì đây chúng ta phải giải quyết như nào? Chúng ta tạo ra một cái mô hình ngôn ngữ, đúng không? Chúng ta cho câu này vào, chúng ta dự đoán ra từ this ở đây. Đấy. Xong lại lấy từ this này thành một câu mới có 4 từ như này, cho vào cái mô hình lại ra cái từ này. Đấy. Xong lại lấy 5 cái từ này cho mô hình lại ra cái từ golden này. Thì đây chính là cách xây dựng mô hình. Và cái bài toán này nó thú vị ở một chỗ là các bạn sẽ phải tự xử lý dữ liệu, làm sao các bạn chia được feature, chia được label ra, làm sao mà mình mô hình hóa được cái mạng của chúng ta. Đấy là cái rất khó trong machine learning và trong AI. Thì nếu các bạn làm được như này thì mới đạt được yêu cầu. Và sau khi các bạn xây dựng xong cái data, đúng không, cái bộ data của chúng ta, các bạn sẽ phải xây dựng model. Đây là một số cái cấu trúc mà nếu các bạn muốn làm tốt, các bạn sẽ follow cái dạng cấu trúc này. Các bạn có thể hoàn toàn modify cái cấu trúc của riêng mình. Và yêu cầu được chính xác là phải 80%. Đấy, và sau khi xây dựng xong mô hình, các bạn sẽ phải thực hành làm sao các bạn dự đoán được các từ tiếp theo khi cho một câu mới. Đây, trên câu này. Đấy, và chuyển câu này vào mà sinh ra 10 từ tiếp theo. Đấy, thành như thế này. Đây chính là yêu cầu của đề bài. Mình hy vọng các bạn thích cái bài viết này. Cảm ơn. Cause it isn't over. Just give me something.